Rồi giờ phân đoạn chọn xe nha anh em. Thuê xe để đi Đèo Hải Vân nha. Vực phủ. Ở đây là bao xe luôn nha, nhiều lắm nha. Số 3 Đỗ Bá nha anh em. Rồi anh em bây giờ mình xuất phát nha anh em. Ui. Nhìn cái coi anh em ơi. Rồi go, let's go. Rồi bây giờ đi được một đoạn đường nha mọi người. Giờ dần chân lại chút xíu để selfie. Ha, selfie biển quá đẹp luôn. Đà Nẵng. Biển quá đẹp ha. Đây là các phật thủ, mặc dù là chưa phật lúc nào nhưng mà có thủ không à. Cái em này nó sờ lơ lắm nè mọi người. Đây phật thủ chuyên nghiệp nha anh em, đi khoảng 5 phút dừng lại uống nước không à. Đi cỡ 5 phút là coi như ngừng rồi, uống nước đồ. Máy sửa, máy sửa, máy đá rồi. Anh phải đá luôn hả? Ba sửa đá đó, ba sửa đá. Đấy anh em thấy không? Đi vừa có 5 phút mặc dù kêu thích nước. Nước vô đồ. Cà phê đồ. Các bạn nhớ cho mình 1 triệu sub nha. Thế lộng. Cái team này sờ lơ lắm anh em. Xuống này chụp nè. Đây là một trong những đoạn rất đẹp. Giờ vừa mới lên một đoạn thôi, chút xíu trên Đèo Hải Vân. Anh em dừng lại để chuẩn bị check-in. Một cái điểm rất đẹp ha. Ôm dọc biển nè mọi người. Bãi tắm rất là đẹp luôn. Đây, đó, đoàn Phật thủ dừng lần thứ 3 nha anh em. Dạ, yeah, đây tắm rửa rửa gạt thôi. Kiếm vốn. 1, 2, 3. Rồi quay qua luôn chị, quay trái luôn. Ok luôn. Rồi, gỡ vốn anh em ơi. Đổ tay. Rồi, giờ tiếp tục lên đèo nha anh em. Wow, cung đèo Hải Vân này quá đẹp luôn anh em ơi. Coi như là một tay chạy và một tay quay phim cho anh em coi nha. Wow, đẹp quá nè. Ok, chắc một đoạn thôi nha mọi người. Giờ mình dừng lại, mình chạy hai tay cho nó chắc nha. Rồi bây giờ điểm dừng thứ hai là gốc cây thông nha mọi người. Đây có một cây thông rất là nhiều năm tuổi rồi, và cạnh đó là ba hòn đá rất là lớn ha, là cái chỗ check-in rất là đẹp nè. Đó. Vô. Tiếp tục có điểm check-in ra góc mua nha mọi người. Đây góc cô này đọc nó. Nè, hai góc cô nha nè. Góc cua này là một góc cua rất là đẹp và gấp nha.
Vô. Bro, I'm not your son, see I'm able, I do my own bits. When I hit it, this is not a missing class of shit. I know that you're feeling it. Bây giờ mình bắt đầu đi vô Bạch Mã Villa nha anh em. Giờ anh em theo chân mình nha. Đó. Em thấy hùng vĩ không? Quá đỉnh luôn ha. Slide không? Ok nè. Let's go. Đang đi vô Bạch Mã phát hiện ra nhóm trẻ trâu nè anh em. Ở trời, giả châu đứng đâu trận giữa đường giữa xá không trời ơi. Áo thì cặp chuối đồ tím đồ, trời đất ơi. Xe thì đi thuê vì đặt sao sạc. Đây điểm này điểm thứ 10 dừng chân nha anh em, giờ tiếp tục đi tiếp nha. Giờ mình tiếp tục đi nha mọi người. Vừa rồi mới băng qua một cái thác, có cái đường á, thác nó chạy ngang á, trời ơi đẹp lắm mọi người. Còn đây nó còn rất là hoang sơ luôn, một số nhà thôi à. Cái cảm giác cũng rất là feel lắm nha mọi người, feel lắm. Đó, bây giờ mình vô được cái khu cái làng trong này nè. Lâu làm một chiếc vượt cũng vui lắm mọi người, rủ một tốp bạn gì đó ha, đi vui lắm. Muốn đi nhanh đi một mình hả mọi người ha, muốn đi xa và đi đông gì đó vui ha. Ok, khám phá những cái vùng đất mới mẻ. Mọi người thấy trong đây cái nhà cần còn hoang sơ mọi người ha. Ồ, đây là suối Hồ Điệp. Đây có chỗ bãi đậu xe cho suối Hồ Điệp nè. Ở trong này người dân nói là có ba cái suối trong này mọi người ha. Đó.
cái cây rất là nhiều, mát. Đi giữa trưa mà mát dã man luôn mọi người, lạnh nữa. Kiểu một mình tôi một con đường vậy đó mọi người. Mình vừa chạy vừa quay ha mọi người ha. Một tay chạy một tay quay cho mọi người coi nè. Mà đồng đội mình chạy nhanh quá đâu mất tiêu hết bà rồi. Wow, phát hiện rồi. Thôi, tăng tốc thôi. Hôm nay người ta còn nuôi bò, nước dâu nhiều lắm nha mọi người. Trường Sơn rất là hùng vĩ nha. Mọi người thấy xung quanh là nguyên một kiểu Trường Sơn bao bọc đó. Đó, mọi người thấy không? Đó, đẹp không? Người ta cạo á. Rồi băng qua cánh rừng bây giờ tới một cái suối, suối Khe Sô Ba nha mọi người. Đây. Wow, nước trong. Có trẻ trâu nào vô đây ngồi trời. Action. Hay quá anh em ơi, trong rừng có người diễn hay quá. Có cõi cung ở đó. Rồi rồi, con nhớ rồi, có ngã ba đúng không? Đó, ngã ba cõi cung. Cõi cung đó, cõi lưng, cõi về, cõi chân chay chay ná. Cho đừng đừng có vô đây. Rồi. Để cho con nếu như mà đi ngã ngã, đi mà vườn mà đi làm mã là ra đây một đoạn, ra đây khoảng một cây số là có ngã ba là đẹp bên ngã tư. Rồi. Nhưng mà họ chưa hợp đồng. Con một mã nữa là hợp đồng rồi. Rồi. Nhưng mà đó là chị em lên là lên đường này lên. Lên rừng Bích Quốc gia Bạch Mã mà không biết đường nha mọi người. Vô gặp cô chỉ đường nha. Từ đây à, cô là nhiệt tình chỉ luôn nha mọi người nha. Đây là ra lại chỗ này là một cái. Rồi. 24 cây. Đây là khu của gì nha mọi người.
mọi người tới mà ghé đây ủng hộ nha. Có thịt rừng đủ kiểu trong đây nha mọi người. Trời ơi, gặp nhầm cô chủ quán có tâm quá mọi người ơi. Đây đây có cái view rất là đẹp mọi người. Ngay suối, view rất đẹp, nước trong cực kỳ mọi người. Đó, xung quanh là dãy Trường Sơn hùng vĩ. Khe Su 4 nha mọi người. Đây mình đứng trên này mình lấy cái view xuống cho mọi người thấy nước rất là trong xanh luôn, thấy tầng viên sỏi luôn. View đây là cực đẹp luôn nha mọi người. Đó. Đây mình lên nguyên cái đỉnh núi, xung quanh là rừng, nước trong vắt luôn mọi người ha. Khe Su 4 nha mọi người. Bây giờ vô Khe Su 4 ăn thịt rừng nha mọi người. Heo. Đó. Heo tầm. Mọi người nói nhỏ nhỏ coi chừng công an bắt nha. Heo tầm, heo tầm. Phải có nhiếp rồi. Ở đây đặc biệt là ăn với mỹ nhân không nha. Đó. Đâu? Đó, đây có hai gia nhân nè mọi người. Gia nhân là dân nhai á mọi người ha. Vô là nhai không à. Ủa Bạch Mã Villa là vậy hả mọi người, là vô chút xíu ra hả? Hay quá anh em ơi. Rồi tới Bạch Mã Villa rồi nha anh em. Giờ thì rút thôi. Vậy thôi đó. Ồ đẹp quá, xung quanh kìa. Dãy Trường Sơn quá đẹp. Hay quá người dẫn đường ơi, tới Bạch Mã rồi người dẫn đường ơi, hay quá. Đường vô Bạch Mã Villa mới làm mà chưa có hoàn thiện nha mọi người. Giờ thôi mình tiếp tục đi trải nghiệm Bạch Mã ha. Cái cung đường này giống như là đường nhà quê á mọi người, nên nó có cảm giác rất là dễ thương nha. Hoang sơ rồi người dân sinh sống khá gian hòa. Buổi trưa 1 giờ mà mọi người thấy không? Hai bên cây nó phủ kính tạo thành con đường rất là đẹp luôn. Quá là chill luôn.
mình sẽ đi rất là nhiều điểm ha mọi người ha. Cảm giác lâu lâu được đi với bạn bè đồng nghiệp ha, rất là ok ha. Suối Hồ Điệp 500m nè. Ôi, dãy Trường Sơn bên kia quá đẹp rồi khen. Dãy Trường Sơn mà Quyến này là dãy Trường Sơn hết á. Ừ. Thằng này kiến thức địa lý nó sáo á, thiệt á. Ăn nói sờ lơ. Trời ơi, định làm bộ phim về Bạch Mã mà sao kỳ vậy? Rồi thôi, giờ tạm thời đậu xe đây anh em ơi. Lên check in thôi. Rồi anh em ơi, giờ tới đây 1:30 là hết được lên rồi anh em ơi. Giờ chỉ có đi check in thôi nha. Đi phải đi từ sáng sớm nha anh em. Đây là khu vực đậu xe để lên vườn quốc gia Bạch Mã nha mọi người. Ở đây thì đi mất cả ngày lận, nhưng mà đi buổi sáng. Sáng khoảng 7 giờ, 8 giờ lên là ok, nhưng mà bây giờ là 1:30 rồi. Có chữ vườn quốc gia Bạch Mã đàng hoàng bộ. Kính chào quý khách luôn kìa. Nhưng mà quý khách được check in thôi, quý khách đi về. Đủ loại chim rừng kìa, thiệt là đau lòng quá đi. Thời tiết giống Đà Lạt, ok. Ừ, nghe đồn vậy thôi hả? Trời ơi, đau lòng quá. Trời ơi, đây anh em tới đền Bạch Mã đi để check in vậy thôi nè. Chạy từ Đà Nẵng ra Huế để chụp tấm hình vườn quốc gia Bạch Mã. Ở đây thì xe Honda lên được nha mọi người, phải thuê xe 16 chỗ đủ lại nha. Wow. Ôi, cái nhà sàn đẹp quá.